2 giờ sáng chỉ còn anh và em thức. Đăng story chỉ duy nhất hai. 2 giờ sáng chỉ còn anh và em thức. Đăng story chỉ duy nhất hai. Nghe tin anh gọi lời, hãy đến đây với em mình cùng chung đôi. Con xin chúng ta mãi bên nhau tới già. Rồi sau này con cháu kêu ta ông với bà. Em nói em thích những điều. Nghe tin anh gọi lời.